Website đào tạo Forex gửi đến nhà đầu tư tiếp nha, mọi người sẽ thấy. Đó, bên trung tâm đào tạo Forex thì ưu tiên nhất là cái điểm vào lệnh. Thế nên gì nhỉ? Chúng tôi thì ra vào lệnh ở trên thị trường rất là chuẩn. Mọi người nhà đầu tư có thể thấy rõ điều này nha. Thì khi mà mọi người nhà đầu tư mà biết cách giao dịch ở trên thị trường ấy thì kiểu gì bạn cũng có thể kiếm được ra tiền ở trên cái thị trường này. Còn khi mà bạn không biết cách giao dịch ở trên thị trường này thì kiểu gì bạn cũng là người mất tiền thôi. Đó, bạn thấy tỷ lệ thắng của bên trung tâm đào tạo Forex mà bản thân tôi là người chủ của website đào tạo Forex thì tôi chính là gì nhỉ? Tôi tên là Trần Quốc Minh thì tỷ lệ vào lệnh của tôi rất là chuẩn đấy nha. Mọi người có thể thấy rõ về cái kết quả này ở trên thị trường bằng gì nhỉ? Trực tiếp chúng tôi ra vào lệnh ở trên thị trường. Đó, thì trung tâm đào tạo bây giờ tài khoản 5.000 đã lên đến 8.000 rồi. Mọi người thấy rõ nhá. Đó, trung tâm đào tạo Forex đã ra vào lệnh. Rồi chúng tôi cắt cái lệnh này đi và nhà nhà đầu tư thấy rõ nhá. Đó. Đây, full một cái lịch sử giao dịch để cho bản thân các nhà đầu tư thấy rõ hiệu quả thế nào. Thì khi mà giao dịch ở trên thị trường thì bản thân các bạn phải thấy được điều này. Đó, không còn vướng bất kỳ một lệnh nào trên thị trường. Trong vòng chưa đầy 36 tiếng đồng hồ, bên trung tâm đào tạo Forex đã đánh lên cho mọi người thấy. Và trong suốt thời gian một tháng qua thì nhà đầu tư đã thấy chúng tôi đánh từ tài khoản 3.000 rưỡi cũng lên đến cả 20 mấy nghìn, để cho nhà đầu tư thấy rõ về cái hiệu quả của bên phương pháp của bên trung tâm đào tạo Forex. Đó, mọi người thấy rõ để mà mọi người có thể gì nhỉ, hiểu về thị trường, hiểu về tại lý do tại sao mà bản thân các bạn chết ở trên thị trường và không giao dịch được. Đó, còn đâu tại sao mà gì nhỉ, bản thân tôi có thể giao dịch với cả tỷ lệ thắng nó cao đến như vậy và tôi đánh với nhà những khối lượng mà tâm lý của tôi ra vào lệnh ở trên thị trường nó hết sức là thoải mái đến mức độ như vậy. Thì bản thân các bạn phải định hình lại và gì nhỉ, suy nghĩ lại xem bản thân mình giao dịch như thế nào. Đó, chứ không thể nào là nhà bản thân mình cứ mắc sai lầm hoài được. Đó, mọi người thấy rõ nhá. Đó, lệnh nào tôi vào cũng có thể đạt tỷ lệ lợi nhuận rất là cao. Đó, còn đâu mọi người đừng có mà sử dụng robot, bởi vì robot là sẽ hại chết bản thân các bạn. Tôi đánh tay hết á. Đó, tuyệt đối không sử dụng robot, tuyệt đối không có mua chiến lược của ai, bởi vì những thằng đi tư vấn chiến lược cho các bạn ấy là những thằng không thể nào đánh được, và những cái thằng thầy của các bạn ấy là những thằng không có khả năng giao dịch, bởi vì vấn đề nhỉ, nó đâu có dám chứng minh về cái năng lực của nó trên thị trường này cho các bạn thấy. Đó, các bạn muốn giao dịch được, các bạn phải open cái đầu óc của các bạn ra và các bạn phải đi tìm hiểu là lý do tại sao họ giao dịch được mà bản thân bạn không giao dịch được. Đó, đầu tư nó là thị trường Forex này, đầu tư chỉ đơn giản có mỗi một thứ là bạn phải sử dụng vốn của bản thân bạn, hay được gọi là gì nhỉ, nghệ thuật buôn tiền thôi đó, chứ có phải là gì nhỉ, vấn đề gì đó cao sang đâu.